Xin chào mọi người, mình là Khoa, Content Creator và Co-founder đến từ Hoài Niệm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để thêm bộ sticker của Hoài Niệm vào trong story của mình nhé. Các bạn cứ tạo story bình thường, chọn vào mục sticker, chọn vào GIF. Tại ô tìm kiếm các bạn chỉ cần gõ @hoainiemofb. Vậy là các bạn đã có thể sử dụng sticker của Hoài Niệm trực tiếp trên Instagram rồi đó. Bộ nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách thứ hai để có thể thêm ảnh GIF và các sticker khác từ Giphy vào Instagram. Hãy chọn mở link trên bio của Hoài Niệm, chọn Try Now Hoài Niệm GIF Sticker Pack, chọn Open Link và mở cùng trình duyệt. Bây giờ các bạn hãy quay lại Instagram và tạo một story như bình thường. Chọn ảnh hoặc video các bạn muốn đăng tải. Sau đó các bạn quay lại vào Safari, chọn ảnh GIF mà mình thích. Các bạn chọn vào dấu ba chấm ở góc phải. Các bạn chỉ cần bấm giữ và chọn copy. Bây giờ thì các bạn hãy quay lại story Instagram của mình. Khi đó GIF các bạn vừa copy sẽ hiện ở góc trái màn hình. Các bạn chỉ cần bấm add stickers. Là như vậy các bạn đã có thể add sticker từ Giphy vào trong story của mình. Mình sẽ lặp lại các bước như vừa rồi để add thêm nhiều GIF và sticker vào trong một story.